và sau đây là phần tin việt nam Đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp visa để khuyến khích du khách trở lại Việt Nam. Chính phủ vừa có tờ trình gửi lên Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảng nhập cảng của công dân Việt Nam cũng như luật nhập cảng và xuất cảng quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tờ trình nêu rõ là mặc dù Việt Nam đã mở cửa trở lại, số người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong năm 2022 tuy đã tăng gấp 23 lần so với năm 2021 nhưng vẫn giảm 80% so với năm 2019 tức là trước khi đại dịch bùng phát. Do đó cần phải tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh và xuất cảnh cho du khách quốc tế, gấp rút giải quyết những vướng mắc về mặt visa. Theo quy định hiện hành thì thị thực điện tử có giá trị chỉ một lần và thời hạn là không quá 30 ngày, áp dụng đối với công dân của một số nước. Chính phủ này đề nghị nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên thành 3 tháng và có giá trị một lần hoặc là nhiều lần, mở rộng việc cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước. Chính phủ sẽ quyết định danh sách cụ thể các nước nào được áp dụng visa điện tử dựa trên cơ sở an ninh quốc phòng phù hợp với các chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực gia hạn tạm trú theo các quy định khác. Với luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, chính phủ cũng đề nghị bãi bỏ quy định nộp bản chụp chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cứ công dân với những trường hợp có sự thay đổi thông tin lý lịch đã cấp lần gần đây nhất. Bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy khai sinh hoặc là trích lục khai sinh đối với những người chưa đủ 14 tuổi đã được cấp mã số định danh cá nhân. Ngoài ra, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài và mở rộng các đối tượng được cấp passport theo thủ tục rút gọn hơn. Covid bùng phát trở lại vượt mức 3.000 ca nhiễm mới, trong lúc dân chúng cả nước nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 28 tháng 4 đã có thêm 3.094 ca nhiễm Covid mới, trong đó có 62 ca nặng. Chính quyền nhiều tỉnh thành đang tăng cường cảnh báo phòng chống dịch trong lúc dân chúng cả nước đang đổ xô đi chơi xa vì được nghỉ tới 5 ngày trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định đeo khẩu trang và chủ động chủng ngừa dũng chủ liều. Chính quyền thành phố Sài Gòn cho biết họ đã mở 61 địa điểm chủng ngừa COVID hoạt động suốt 5 ngày nghỉ lễ. Thành phố cũng dự định phục hồi khoa điều trị COVID với 100 giường, kết hoạt bệnh viện giả chiến số 13 và sẵn sàng trang thiết bị, vật tư y tế thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm. Theo số liệu của Sở Y tế thành phố, trong 2 tuần qua đã có 1.017 ca nhiễm COVID mới, trong đó có 431 người phải nhập viện. Hiện tại vẫn còn 106 người cần hỗ trợ hô hấp, 10 người phải thở máy và 2 người đã qua đời tại bệnh viện chợ rẫy. Đặc biệt trong 2-3 ngày qua, số ca phải nhập viện điều trị tiếp tục tăng cao, khoảng 300 ca mỗi ngày. Số trường hợp phải cách ly tại nhà cũng tăng cao, lên đến 1.562 người. Giới hữu trách lo ngại tình hình sẽ còn trở Đỡ xấu đi sau kỳ nghỉ lễ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ám chỉ là cựu chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng nên về hưu sẽ ngủ không ngon. Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng cũng là đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri của các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà hôm 27 tháng 4 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Phát biểu tại buổi tiếp xúc này, ông Thưởng tuyên bố là chính quyền sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh với tham nhũng một cách toàn diện và sắp tới đây sẽ có thêm nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử. Ông khẳng định là sẽ không có chuyện hạ cánh an toàn và nếu trong thời gian đương chức cán bộ đã có hành vi tham nhũng thì sẽ bị truy ra để xét xử. Thế nhưng điều mà khiến dư luận để ý nhất là tuyên bố của ông thượng nói rằng nhà dột có chỗ mía sâu có đốt chỗ nào dột chỗ nào sâu thì giải quyết chỗ đó vướng vào vi phạm, sai phạm, tham nhũng tiêu cực thì về hưu ngủ cũng không ngon. Tờ báo Tiền Phong đã lấy câu này làm tiêu đề bản tin khiến dư luận đặt câu hỏi là phải chăng ông Thượng có ý ám chỉ mỉa mai cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người vừa bị Bộ Chính trị ép phải về hưu ngay trước Tết năm nay. Khi đó thì nhiều nguồn tin không chính thức đã đồn đoán rằng lý do thật sự khiến ông Phúc bị cho về vườn là vì vợ của ông dính líu tới vụ bê bối ăn hối lộ của công ty Việt Á. Khi đó ông Phúc đã lên tiếng thanh minh nói rằng gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan tới Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc của Việt Á, điều này đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng. Thế nhưng chỉ vài tuần lễ sau đó, tất cả báo chí ở Việt Nam đã đồng loạt xóa những bản tin này. Hành động này được hiểu là do chỉ thị của ban tuyên giáo trung ương đảng ngăn việc báo chí tuyên truyền cho ông Phúc khi ông ta đã mất chức. Công an Thanh Hóa triệt phá hai nhóm tội phạm chế tạo thuốc nổ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá hai đường dây chuyên chế tạo, mua bán, tàn trữ vũ khí, vật liệu nổ, quy mô lớn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ số lượng lớn thuốc nổ, đạn, súng các loại. Trong vụ thứ nhất, 14 nghi can đã bị khởi tố tội chế tạo trái phép vật liệu nổ. Tất cả đều là công nhân công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn ở huyện Vĩnh Lộc. Trong đó, ông Trần Văn Quỳnh, 48 tuổi, là quản lý mỏ đá trực tiếp chỉ thị cho công nhân sử dụng tiền chất nổ để chế tạo thành thuốc nổ anfo. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 750 kg các hạt tinh thể được chế tạo thành thuốc nổ Anfo, gần 20 kg thuốc nổ ED-1, hơn 100 kiếp nổ, 1.500 mét dây cháy chậm và nhiều tang vật khác có liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, công an thu giữ tại tầng hầm của công ty 450 kg tiền chất nổ, 55 vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ và các đối tượng đã sử dụng tương đương 1.375 kg thuốc nổ thành phẩm. Trong vụ thứ nhì, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với số lượng lớn nhất tại tỉnh này từ trước đến nay. Các nghi can Phạm Văn Đường, 75 tuổi, Kiều Thanh Tân, 73 tuổi, Trần Văn Doanh, 50 tuổi, cả ba đều là cư dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Đình Tuấn, 43 tuổi, cư dân Bắc Ninh, đã bị bắt với cáo buộc thường đem súng săn, súng tự chế, thuốc súng, thuốc bom, đạn, các loại đi bán tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Nghi, can Phạm Văn Đường đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 3 túi ni lông chứa thuốc nổ và hàng ngàn hạt nổ. Khám xét nơi ở của các nghi can, công an phát hiện nơi đây cũng là xưởng chế tạo vũ khí, vật liệu nổ và đã tịch thu 20 khẩu súng, 5 ký thuốc nổ, gần 300.000 hạt nổ, nhiều vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ, hơn 3.000 viên đạn ghém, hàng trăm ký đạn trì, hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo sản xuất đạn ghém, súng săn các loại. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Diễn viên hài hữu tính bị tuyên án hơn 7 năm tù vì tội xài ma túy. Hôm 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Sài Gòn đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Hữu Tính, 36 tuổi, tức diễn viên hài Hữu Tính, về tội đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng bị cáo là Nguyễn Hoàng Phi, 33 tuổi, là bạn ở chung nhà với Hữu Tính, bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù về hai tội là tàn trữ trái phép ma túy và tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Theo hội đồng xét xử, thì các bị cáo phạm tội nhưng không hưởng lợi về tài chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Ngoài ra, bị cáo Hữu Tính có nhiều đóng góp cho xã hội lý lịch tốt chưa có tiền án tiền sự nên được giảm án. Tại tòa hữu tính khai là đó là lần đầu tiên sử dụng ma túy vì to trong người có men rượu nên đã không kiềm chế được. Theo cáo trạng thì vào khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022, công an phường 5 quận 8 kiểm tra hành chính một căn nhà tại khu chung cư gia Việt ở quận 8 đã phát hiện ra một chiếc đĩa xanh có chứa tinh thể màu trắng, một gói ni lông chứa một viên nén màu hồng và một gói ni lông khác chứa 10 viên nén màu xanh. Công an đã mời 4 người đang có mặt tại nhà khi đó là Hữu Tính, Hoàng Phi và bốn người bạn của Tính về Kết quả xét nghiệm phát hiện ma túy có trong nước tiểu của Hữu Tính và hai người khác. Hữu Tính là một diễn viên được nhiều người biết đến sau khi thắng giải quán quân chương trình Cười Xuyên Việt năm 2016. Hữu Tính còn tham gia sân khấu kịch, game show và nhiều bộ phim truyền hình khác nhau. Chuyện chỉ có tại Việt Nam, người bán vé số bị chính quyền đòi lại tiền hỗ trợ từ 3 năm trước. Nhiều người bán vé số ở xã Hòa Tiến, huyện Rông Park, tỉnh Đắk Lắk đang bị chính quyền đòi lại tiền hỗ trợ đại dịch đã trao từ 3 năm trước. Theo văn bản có chữ ký và đóng dấu của ông Bỏ Đức Hòa, phó chủ tịch xã Hòa Tiến, khoản tiền hỗ trợ 450.000 đồng đã trao cho những người bán vé số bị mất việc do ảnh hưởng Covid ở địa phương hồi tháng 4 năm 2020 là theo một quyết định của tỉnh khi đó. Thế nhưng đến nay sau 3 năm, chính quyền xã Hòa Tiến xét lại, kết luận những người bán vé số không đủ điều kiện được hỗ trợ theo một quyết định của thủ tướng nên cần phải tiến hành thu hồi khoản tiền nêu trên. Do vậy, những người bán vé số tại xã Hòa Tiến được yêu cầu nộp lại 450.000 đồng trước ngày 5 tháng 5. Năm ngoái cũng đã xảy ra vụ chính quyền đòi lại tiền hỗ trợ đại dịch Covid ở tỉnh Bình Thuận, khi đó nhiều giáo viên ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bị chính quyền yêu cầu hoàn trả tiền hỗ trợ 3,3 triệu đồng với lý do không đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Và đó là những bản tin Việt Nam, sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin khoa học và công nghệ. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.